Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị can Vũ Nhôm hối lộ 5 tỷ hay tặng nấm đình chỉ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ. Và làm sao để các quan chức và sĩ quan Việt Nam không tẩu tán tài sản và mua hộ chiếu của nước ngoài nhằm trốn chạy. Ông Phan Anh Vũ có biệt danh là Vũ Nhôm đang ngồi tù nhận mức án tổng cộng 30 năm tù giam về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nay, phía công an đưa thêm cáo buộc mới đối với ông. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, trước tòa. Theo kết luận điều tra của công an vào tháng 6 năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác. Vì thế, ông Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin theo phía công an. Bị can Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Điều tra công an cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 đô la để Hòa chuyển cho lãnh đạo này, song Hòa đã phủ nhận. Công an cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ cũng bác bỏ cáo buộc, nói rằng ông chỉ đưa thuốc xì gà nấm linh chi Hàn Quốc. Ông Vũ có khai đưa tiền là do được hướng dẫn khai từ nấm linh chi, thuốc lá xì gà thành tiền. Bị can khai như vậy do phạm nhân đánh đập, không cho ăn, không cho ngủ, ép theo điều tra viên. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng việc vu khống cho lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, điều tra viên hướng dẫn và sử dụng phạm nhân đánh đập là không có căn cứ, theo Thông tấn xã Việt Nam đăng tải. Và phía công an nói, mặc dù ông Vũ đã phủ nhận việc đưa tiền sang thành thuốc lá xì gà và nấm linh chi, nhưng hành vi của bị can chủ đủ yếu tố cấu hành tội phạm đưa hối lộ. Công an nói là bị can Hòa là người kết nối để Phan Văn Anh Vũ đưa tiền cho lãnh đạo Tổng cục Tình báo nên đủ căn cứ cáo buộc hành vi môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa có nhiều năm hành nghề phong thủy tâm linh nên tự nhận mình quan hệ rộng, biết Phan Văn Anh Vũ đang có rắc rối về mặt pháp luật. Hòa đã lên kế hoạch gợi ý Vũ chi hàng chục tỷ đồng đưa cho một lãnh đạo cấp cao trong Cục Tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Đây là hình ảnh biệt thự ở khu Đa Phước do công ty của Phan Anh Vũ xây. Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa, vốn hành nghề phong thủy, tâm linh, có mối quan hệ rộng, tiếp cận với một số lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin thêm. Cơ quan điều tra cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà tổng cộng. Ngoài ra, ông Vũ còn trực tiếp đưa tới 500.000 đô la để Hòa chuyển cho lãnh đạo. Theo nội dung kết luận điều tra, Hồ Hữu Hòa là người có trình độ đại học, có nhiều năm hành nghề phong thủy, tâm linh nên bị can Hòa có mối quan hệ xã hội rất rộng. Quen biết nhiều người có vị trí trong xã hội, trong đó có ông Nguyễn Duy E, khi đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Trong thời gian vào tháng 8 năm 2017, khi biết được Vũ đang bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an triệu tập làm việc trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước liên quan đến nhiều tài liệu bí mật nhà nước bị phát hiện trên mạng xã hội, Hòa đến nhà Vũ và biết Vũ đang gặp rắc rối về pháp luật. Ngay sau đó, Hòa đã tư vấn nhằm giới thiệu và kết nối cho Vũ gặp ông Nguyễn Duy E và gợi ý Vũ phải đưa tiền cho ông E để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Hòa cũng khẳng định ông E không gặp Vũ mà Hòa sẽ giúp Vũ kết nối liên lạc với ông E qua đưa quà. Khi Vũ đang bị cơ quan điều tra, xác minh và dư luận xã hội phản ánh với nhiều bài viết liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ làm chủ tịch, Hòa đã giúp Vũ kết nối liên lạc với ông E để từ đó Vũ phải đưa tiền cho Hòa để nhờ Hòa đưa cho ông E. Qua cơ quan điều tra và trong các biên bản lời khai ban đầu, Hòa thừa nhận có cầm các bọc quà của Vũ, mục đích là Vũ nhờ Hòa chuyển giúp tới ông E. Hòa đoán trong gói quà là tiền với số lượng khoảng 9 đến 10 tỷ đồng. Đây là hình ảnh
khu đất tại 908 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, diện tích tới 3.264 m². Hiện khu đất này được công ty của Phan Anh Vũ xây dựng trường mầm non ABC. Sở dĩ Hòa đón gói quà là tiền vì Vũ có nói với Hòa là Vũ muốn ủng hộ ông e là tiền. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 3 năm 2019, khi bị khởi tố bắt giam, Hòa phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây và đổ lỗi do bị điều tra viên xúi giục mớm cung dựng chứng cứ giả để buộc tội Hòa. Khi cơ quan điều tra đưa ra những biên bản lời khai trước đây có chữ ký của Hòa và kết luận giám định không thể chối cãi, Hòa lại khai không nhớ có ký hay không, không xác định được có phải chữ ký của Hòa hay không. Tuy nhiên đến nay, Hồ Hữu Hòa đã thừa nhận có sai phạm trong việc kết nối nhận quà của Vũ và chuyển quà cho ông E, nhưng vẫn chưa khai thành khẩn về những hành vi sai phạm của mình. Vẫn cho rằng sai phạm của mình là sự kiện bất ngờ, không thể thấy trước được hậu quả và bị tác động bởi thúc ép của Vũ và ông E. Đồng thời, Hòa đổ lỗi cho điều tra viên mớm cung hướng dẫn xúi giục khai báo không đúng sự thật, nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh và cho rằng Hòa không có tội. Theo nội dung kết luận điều tra, hành vi của Hồ Hữu Hòa đủ yếu tố cấu hành tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Ông Phan Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Công an cũng đề nghị truy tố ông Phan Anh Vũ về tội đưa hối lộ theo quy định của Điều 364 khoản 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Họ cũng đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa với tội môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 khoản 4 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Bên cạnh đó, ông Phan Anh Vũ đã tố bị đánh trong tù. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ đang chấp hành hình phạt tổng cộng tới 30 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau. Thông tin do Thông tấn xã Việt Nam công bố có tình tiết đáng chú ý là vợ ông Vũ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã làm đơn gửi chính quyền. Trong đơn, bà nói khi thăm chồng, ông Vũ đã nói việc khởi tố về hành vi đưa hối lộ là không đúng với bản chất của sự việc. Theo đó, ông cho rằng việc thay đổi quà tặng từ lấn minh chi, thuốc lá xì gà sang tiền, ông chỉ khai vậy vì được hướng dẫn. Cũng trong các lần gặp, Phan Văn Anh Vũ cũng nói với bà vợ rằng nhiều phạm nhân được trích xuất về cho ở cùng buồng giam với mình để khủng bố tinh thần, đánh đập, bắt phải nghe theo điều tra viên. Nhưng kết luận điều tra nêu không có căn cứ và cáo buộc đánh đập đó. Còn bà Hiền thì cho rằng thực tế có các phạm nhân chung buồng giam có những người phạm các tội buôn bán ma túy, giết người, vận chuyển tiền giả, vân vân. Ngoài ra, trong đơn bà Hiền cũng nêu câu hỏi về việc đưa các phạm nhân có án tích vào giam chung với một bị can mới bị khởi tố có đúng quy định của pháp luật hay không. Còn trang Người Đưa Tin Pháp Luật, tạp chí điện tử của Hội Luật gia Việt Nam cho biết thêm như sau. Trong đơn, bà Hiền nêu chồng bà Phan Văn Anh Vũ nói việc nhiều phạm nhân được trích xuất về cho ở cùng buồng giam với mình để khủng bố tinh thần, đánh đập rồi phải nghe theo điều tra viên. Các phạm nhân cùng buồng giam có những người phạm tội mua bán ma túy, giết người, vận chuyển tiền giả. Trong đó có phạm nhân Nguyễn Quyết Tiến, 32 tuổi, thụ án 20 năm tội giết người. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ là sĩ quan tình báo cấp tá thuộc Bộ Công an Việt Nam. Tại cuộc đối chất trực tiếp có ghi âm ghi hình vào ngày 8 tháng 11 năm 2020 giữa Phan Anh Vũ và phạm nhân Tiến do cơ quan cảnh sát điều tra tổ chức, Tiến thừa nhận có việc đe dọa khủng bố tinh thần Phan Anh Vũ và bà Hiền đã nêu trong đơn theo bản tin này. Vợ Phan Anh Vũ cùng nhiều cá nhân tổ chức khiếu nại về việc thi hành án tài sản của vợ của Phan Anh Vũ cùng nhiều cá nhân tổ chức đã có đơn khiếu nại về việc thi hành án liên quan đến các bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Vào ngày 24 tháng 4, nguồn tin của Dân Việt cho hay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng nhận được đơn khiếu nại của nhiều cá nhân tổ chức khiếu nại về việc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê biên tài sản và thu hồi nhà đất theo các biên bản mà Tòa án Nhân dân tại Hà Nội đã tuyên liên quan đến các sai phạm của Phan Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các cá nhân tổ chức lập đơn khiếu nại gồm có bà Nguyễn Thị Thu Hiền là vợ của Phan Anh Vũ, bà Phan Anh Trinh, ông Phan Văn Anh Quốc cùng trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng và công ty Phú Gia và công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc đều do ông Trần Minh Hiền làm đại diện trước pháp luật. Được biết, các cá nhân tổ chức nêu trên làm đơn khiếu nại liên quan đến việc thi hành án 7 nhà đất tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Về vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Thi hành án Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị này đang thực hiện thi hành theo bản án của Tòa án Nhân dân tại Hà Nội do Cục Thi hành án Hà Nội ủy nhiệm. Nội dung thi hành án giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 11 nhà đất và xử lý 28 tài sản để bồi thường thiệt hại cho Ủy ban Nhân dân thành phố, số tiền lên tới 4.192 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 với bản tin Bị can Vũ Nhôm hối lộ 5 tỷ hay tặng nấm Đinh Trì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để được theo dõi những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.